Hai. Xin chào anh em, đã lâu quá rồi mới gặp lại anh em ha. Dạo này mình hơi bận công việc và những anh em có nhắn tin cho mình Zalo á thì anh em nên nhớ cứ nhắn đi nha. Mình có thời gian mình sẽ chat, chứ anh em đừng có nghĩ mình là khó chịu không nhắn tin cho anh em này nọ. Những anh em mà đã gặp mình rồi á thì những anh em cũng biết rồi ha, thì mình mến anh em như thế nào. Thì hôm nay mình tình cờ mua được hai con xe. Đó là CBR 150R màu đỏ luôn. Lại con CBR 250R. 250R này là anh của mình đã cọc trước rất là lâu rồi, cho nên bây giờ xe là đã là của ảnh rồi, chỉ có con này thôi ha. Thì bây giờ anh em ngắm xe nha. Rồi, thì điều đầu tiên mình nói anh em nào cọc trước thì mình để cho anh em trước con xe này 70 triệu. Đây là phiên bản ABS nha anh em, và nó đăng ký gần cuối 2019. Odo chỉ mới 6.000 thôi, xe chưa đi được bao nhiêu hết, xe còn rất là mới, rất là keng và có nhiều đồ chơi đó. Thì mình sẽ để số điện thoại bên dưới, anh em nào cọc trước thì sẽ để cho anh em trước cái con này, mình sẽ chích tiền YouTube ra hỗ trợ rút hồ sơ gốc cho anh em. Rồi vậy nha, bây giờ tiếp tục. Nếu như có cái để cho mình nói á, là do con này màu đỏ mà nó đã lên giống CBR 250RR. Anh em nhìn con CBR 250RR kế bên nè, đó, nó lên ốp đầu đèn giống nhau đó, anh em có thể so sánh. Mình thấy cái ngoại hình nó thì nó cũng sẽ không bằng CBR 250RR nha, nhưng mà mình thấy 150 như vậy là khá đẹp. Thì hai con này cơ bản là khác nhau nha. Con này là cái tư thế lái á, nó là Sport City, còn con kia là Sport. Thì con này đi sẽ thoải mái hơn nếu như anh em lựa chọn tiết kiệm xăng đi làm, đi chơi, đi phượt, chở bạn gái thì chọn con này. Tư thế ngồi của nó rất là thoải mái đó, rất là thoải mái luôn. Nó chồm hơn cái dòng nách một xíu xíu thôi, xíu xíu à, không có đáng kể. Giờ phải nói tiếp về vấn đề gì đây ha. Thì cái con này hỗ trợ ABS trước sau rất là an toàn, rất là an toàn. Nó có một bản không ABS nữa, bản đó sẽ rẻ hơn nha. Thì như anh em đã biết rồi, Honda nội đồng cối đá rất là bền, nhưng mà dạo gần đây á cũng phải chê luôn là cái dàn ngoài của nó sơn á, nó hơi bị dễ chóc. Thì con này thì sơn mình đã như cái dù tay lái nè, nó chày chày, nó dễ chóc á. Mình đã cho mà chạy qua hãng cho người ta fix lại hết rồi đó, cho ta làm lại hết, làm lại hết. Rồi tiếp theo mình sẽ nói về những cái vấn đề cái đồ ốp này. Thì ốp này rất là đẹp và nó bảo vệ cái phần bên trong nha, nhưng mà nó sẽ không có xịn bằng cái hàng thiệt được, không xịn bằng hàng thiệt được. Hàng thiệt cái nhựa nó sẽ xịn hơn là cái hàng này mình chế, thì nó sẽ không có đẹp bằng ha, nhưng mà vẫn ok, rất là ok. Nó bảo vệ cái dàn bên trong, sau này mình tháo cái ốp này ra mình bỏ thì ở bên trong mới tinh. Thì con này có những gì? Ốp đầu đèn CR250. Cái này là cánh gió rất là đẹp. Cái bộ này hình như là chủ xe có chia sẻ là 2 triệu mấy. Rồi, ở đây ốp cái bình xăng. Cái phần bình xăng
bự y chang CBR 250RR luôn. Đó, thấy chưa? Anh em thấy chưa? Đấy, qua bên đây y chang luôn. Y chang luôn ha. Mình thấy cái phần này này làm rất là giống, rất là giống, rất là giống. Rồi. Thì nhiêu đó là thấy bộn tiền rồi ha. Ốp bình xăng, rồi ốp nắp bình xăng luôn nè. Cho ok. Xe này còn hai chìa khóa zin đầy đủ, rất là đẹp. Ốp tay cái phần ghi đông nè, ốp ghi đông. Tại mình quay một clip nói một lần luôn á, cho nên có nhiều chỗ hơi vấp, anh em thông cảm. Xe rất là ok, ô đo 6000, ô đo chuẩn ABS 6300 ABS. Rồi, xe này mới không có gì để nói nữa. Nữa, xe này có cái để nói nữa. Lên cái bộ chống đổ rất là đẹp nè. Thấy bộ chống đổ rất là chắc chắn, rất là đẹp luôn. Không giống như chống đổ của R15, chống đổ này hơi mắc nha anh em. Hơi mắc. Rồi, lên bộ ốp lốc máy CNC rất là đẹp luôn, nhìn rất là sắc sảo, anh em có thể nhìn vô trong nè, rất là sắc sảo. Rất là sắc sảo nha anh em, rất là đẹp. Bên đây cũng có một miếng nè, đây. Qua đây. Rất là sắc sảo, rất là đẹp, mình rất là thích cái phần ốp CNC này. Nhìn đẹp mắt. Chống đổ. Rất là ok. Còn con xe này tiêu hao nhiên liệu của nó là tầm 48 đến 50 cây một lít, rất là tiết kiệm. Cái đồng hồ của nó là giống đồng hồ WinX nha. Tiết kiệm. Xe rất là. Đó. Rất là êm. Nói chung máy Honda thì khỏi phải bàn, êm ái. Thì cái dạo gần đây mình có nhận xét là cái dàn ngoài của Honda thì nó hơi kém hơn hồi xưa thôi, chứ còn cái máy thì nó vẫn như xưa, êm ái, rất là êm. Rất là êm. Đó. Đó. Thì bây giờ mình sẽ xin phép đậu cái con CBR 150 này chung với lại 250 ha, để cho anh em nhận xét. Con này rất là nhẹ luôn anh em, thấy anh em thấy mình dắt không, rất là nhẹ. Những anh em nhỏ con á dắt rất là thoải mái, và con gái chạy cũng rất là ok đó. Xin phép anh em để hai con thì nhìn nó cũng ok. CBR 150 mà lên như vậy thì rất là đẹp. Con này thì của một người anh, mình đã cọc mình rất là lâu và mình tìm rất là khó khăn luôn, tìm rất là khó khăn mới ra một con này vừa đẹp mà vừa rẻ. CBR 250RR thì con này mình sẽ làm clip sau, quay một cái clip là giao xe cho ảnh về Thanh Hóa, giao xe cho ảnh về Thanh Hóa. Là có nghĩa là cái anh này á, ảnh rất là nhiệt tình, ảnh chuyển hết tiền cọc cho mình, nói giờ anh chuyển hết cho em á, lúc nào tìm cũng được. Cuối cùng cũng tìm ra một con rất là đẹp luôn, odo 1000 cây. Xe rất là mới, rất là đẹp. Mình sẽ làm về cái clip con này sau, có bô độ sẵn luôn. Nói chung á, ở Minh á, khi mà những anh em khác đem xe tới cho mình muốn bán lại thì mình để tất cả đồ chơi hết lại cho anh em, không hề tháo cái gì hết. Nói chung có đồ chơi thì cho anh em tiết kiệm chi phí hơn. Mình lên cây bô rất là đã, carbon. Nhưng mà mình sẽ làm sao, tại vì hôm nay mình nhắm với con, mình nhắm tới cái CBR 150 này đó, mình nhắm tới nó. Cái biển số này là biển số biển số thành phố Bình Dương, chứ không phải là biển số tỉnh nha anh em. Thì ra tên những anh em mà ở huyện rất là rẻ nha. 61B2 rất là rẻ. Cây bô này á, theo mình biết á, sao mình thấy nó giống bô Vario, nhưng mà cái ốp này là đẹp, rất là đẹp, không có gì để chê hết. Con này ABS nữa, rất là an toàn luôn. Đi tour, đi phượt, đi chở bạn gái, ok quá trời. Bây giờ mình sẽ mời người mẫu Unix vào đây. 1m60 mấy, 1m63 ngồi trên con xe này sẽ như thế nào, cho anh em xem. Rồi, mời Unix. Con gái nha anh em. Rồi, rất là ok. Rồi em thấy sao? Nhẹ anh, với lại em M63 mà chân trống, không có cần phải nhón, không cần phải kiển gì hết. Thoải mái, xe nhẹ nữa. Rất là thoải mái, di chuyển cho thành phố rất là ok ha. Rồi,
mập kia cảm giác sao? Ngồi hít phì phà. Đó, đây là những gì mình chia sẻ lại cho anh em. Thì phụ tùng của CBR150R này á, nó cũng không khó kiếm nha anh em. Rất là dễ thay thế. Rồi, thiệt sự là cảm ơn anh em đã ủng hộ Minh rất nhiều trong thời gian qua. Minh rất là cảm ơn anh em. Và Minh thực sự công việc Minh cũng rất là nhiều, nhưng mà Minh vẫn cố gắng kiếm những cái con xe thiệt đẹp như thế này để cho anh em sở hữu, anh em chạy, anh em ok, anh em vui. Hầu như những anh em qua Minh thì Minh chưa có nhận được một cái phản ánh nào mà về xe hết. Đó, thì tại vì Minh rất là kỹ tính những con xe cũ, nhưng mà Minh muốn nó phải có cái chút gì đó mới đẹp thì anh em mình về đi thì rất là ok. Tại vì mình biết là khi mà mình chọn xe cũ có nghĩa là mình muốn tiết kiệm chi phí, và mình muốn mình không có đủ tiền nhiều để mình mua xe mới thì mình chọn một chiếc xe cũ. Đó, thì khi mà mình bỏ một số tiền đó thì đối với những người khác á, những người giàu hơn á, thì người ta mấy chục triệu á, người ta nhỏ không là gì, nhưng mà đối với những người mà mình để dành tiền để mình chơi đam mê của mình á, thì 60-70 triệu á, nó rất là nhiều. Nhưng mà khi mà cầm 60-70 triệu mà anh em mua phải một cái con xe cũ mà nó hư vặt rồi, nó bị lỗi tùm lum la, thì đó là một điều rất là đáng tiếc ha. Và khiến mình phải suy nghĩ, nó gọi là tiền mất tật mang á. Cho nên mình cố gắng thôi, nói chung là cố gắng hết mức có thể để đem đến cho anh em những con xe đẹp, và anh em sở hữu đi đúng với chất lượng đồng tiền của mình bỏ ra, và mình khỏi cần suy nghĩ gì hết, khỏi cần suy nghĩ nhiều, mua xe về chỉ chạy thôi. Thậm chí á, mình bán một con Z300, có những con mình bán thâm tiền mình rất là nhiều luôn, nhưng mà mấy cái đó hầu như không có anh em nào biết hết, chỉ có mấy thằng nhóc nó làm cho mình nó biết thôi. Thực chất là thâm tiền rất là nhiều, bởi vì mình về mình thấy cái vỏ nó quá sâu, mình mua vỏ mới thay vô, thay nhớt hết, thay nhớt vô, cái thành ra thâm tiền luôn. Thì nhờ những anh em xem kênh YouTube ủng hộ mấy anh em, thì nói chung tiền YouTube á nó không bao nhiêu hết anh em. Một tháng tiền YouTube của mình là tầm 10 mấy triệu thôi à, tại vì lâu lâu mới ra clip chứ không phải ra clip đều. 10 mấy triệu đó, nhưng mà 10 mấy triệu đó là đắp vô xe cho anh em hết rồi, thay nhớt hay này nọ, tặng quà luôn, là thăm tiền YouTube luôn anh em. Rồi còn mà một công việc mình làm thêm, có nghĩa là mình đi quay, dạo này mình có quay phim mà, quay quảng cáo nè, rất là nhiều tiền. Cho thuê nhà đó, thì đó, những anh em mà hỏi mình về công việc của mình thì vậy đó. Còn cái này là một phần là đam mê, một phần là muốn cho anh em mình có sân chơi, có xe rồi thì có thể giao lưu với nhau, chơi với nhau và học hỏi thêm kinh nghiệm thôi. Đó, thì chân thành cảm ơn anh em. Rồi bây giờ kết thúc clip nha, nó dài quá rồi. Anh em nào muốn mua con này thì cứ liên hệ số điện thoại mình 0916640653, mình có để địa chỉ và thông tin ở phần mô tả. Còn anh em muốn đi nhớt như thế nào, xài sao thì xài chung với mình luôn, thì mình nhập nhớt về á thì mình xài rồi mấy anh em xài chung luôn, chứ không phải là mình xài một cái mình bán cho người khác cái khác ha. Rồi, cảm ơn anh em nhiều.